Mới đây, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ cùng các ngành có liên quan đến thẩm tra đánh giá việc xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Đông Hiệp. Đến nay, xã Đông Hiệp đã đạt được 18 trên 19 tiêu chí, còn tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế mới đạt trên 79,3%, xã đang tập trung phấn đấu hoàn thành. Từ năm 2019 đến nay, Đông Hiệp huy động trên 129 tỷ đồng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Từ đó, gần 16 km đường đã được tráng bê tông, ngang 3,5 m đến 4 m, đạt gần 66%. Hệ thống thủy lợi thường xuyên được nạo vét, đê bao khép kín, đảm bảo sản xuất nông nghiệp. Xã hiện có 3 hợp tác xã, tăng 2 hợp tác xã so với năm 2018. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, thu nhập bình quân đầu người hơn 58 triệu đồng một năm, tăng 16 triệu đồng so với năm 2018. Số hộ nghèo chỉ còn 8 hộ, chiếm tỷ lệ là 0,48%. Qua thẩm tra, đoàn đánh giá cao kết quả đạt được, đồng thời đề nghị xã Đông Hiệp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thẩm định, công nhận xã nông thôn mới nâng cao.